Chào cả nhà nhá. Nay mình lại tiếp tục có anh trai kỷ niệm cho con trồn. Này anh em mình lại làm quả trồn nấu giả cầy. Đây thì khó ăn lắm. 1,6 kg nhá. Đấy, này nấu giả cầy có riêng mẻ với mắm tôm. Quá rực rỡ. Này, mọi người nhìn này. Thịt đỏ ong. Chắc nịch. Thôi bắt đầu giờ mình đi chế biến nhá. Đồ hiếm đấy. Các đại gia có tiền cũng không kiếm để mà ăn được. Đồ này đồ hiếm. Đám mơ rau sống. Xả đây. Xả nhà trồng được rất là tươi ngon. Cả củ. Béo luôn cả nhà. Còn thịt là thịt. Đây sao mà ăn được. Nấu giả cầy thì hết ý. Rồi. Nhà cả nhà giềng mình vừa giã nhỏ ra rồi, giã nhuyễn nhỏ thôi. Đóng thịt đỏ. Nhìn như thịt mèo luôn. Này mình có thêm một món lòng xào củ quả luôn cả nhà nha. Không thì bỏ phí được. Đồ hay, không bỏ phí. Đuôi rất là ngon. Quay gần cho cả nhà xem miếng thịt. Trời. Quá tuyệt vời. Hiện tại mình chặt gần xong rồi cả nhà nha. Một đĩa bầu dục. Đầy ư luôn. Mấy rồi mà. Con này khí 6 chứ cả nhà. Mần ra còn chắc tầm được khí 3, khí 4. Rất là nặng. Này tí mình nấu lên nó còn nở nữa cơ cả nhà. Nó to luôn. Thịt thai chắc ngon. Này này nhìn cái miếng thịt sườn nhá, sườn bụng nhá. Nhức nách. Giờ là mình chỉ ướp một phần nào thôi. Giềng thôi, còn tí nữa chuẩn bị ăn mình cho thêm một ít giềng tươi nữa cho nó thơm. Giờ đây là mình ướp trước. Cái đồ ướp gia vị mình rất là đơn giản. Một xíu hạt nêm. Hạt nêm ướp mắm. Đây là bột ngọt cả nhà nha. Một xíu mẻ này không? Cái kia này kìa. Thôi này vớt vớt đâu. Đủ 2 tiếng. Thiếu mình cho mắm tôm nhá, xúc lên kìa. Ui, mắm tôm này đúng là mắm đúng là mắm tôm bắt luôn nha. Mắm tôm đỏ đẹp này. Đưa đi. Rồi, năm rồi. Ok, cứ để tạm đi. Đây, cho một xíu nước mắm cho dễ mùi được cả nhà nha. Tí mình lên lếm lại nha, không nên cho nhiều nước mắm nha. Sợ riêng mẻ mắm tôm nó mặn. Rồi. Cho trước một ít cho nó ngấm gia vị. Cho xíu dầu vào. Một xíu dầu vào cho nó đỡ bị cháy xong những cả nhà nha. Rồi bắt đầu giờ mình đảo đều lên cho ngấm gia vị cho mình. Ướp tầm độ 15 phút. Bắt đầu mình cho bắc lên bếp. Mình đảo dần cho nó ra nước, cho nó sệt sệt dần. Bắt đầu mình cho thêm một ít nước bia vào. Cả nhà, riêng mẻ là phải cho một ít nước bia vào nó mới thơm ngon được, dày mùi. Chưa đun mà mình đã thấy thơm rồi cả nhà. Ngon. Wow, hiện tại mình đun được 10 phút rồi cả nhà nhá. Đấy. Để nó bắt đầu ra nước rồi cả nhà.
Ngon không? Mình bắt đầu mình cho một xíu bia vào nhá cả nhà nhá. Nước bia này rất là ngon này cả nhà này. Đấy, kiểm tra nhé cả nhà nhá. Wow, quá tuyệt vời. Mình ninh cũng lâu phết rồi cả nhà. Thì mình đổ thêm đổ nốt cái chỗ riêng về này mình bớt lại để cho nó thơm lên cả nhà nhá. Chuẩn bị mình bỏ lên anh em mình chén thôi. Quá tuyệt vời. Mình bỏ thêm một lớp lên cho nó thơm cả nhà. Đó. Giả cầy đây. Đây cái này là mình không có tiết nên cả nhà nhá. Rất là thiếu tiết nên là cái màu nó không được đẹp nên cả nhà hết sức thông cảm. Còn cái này còn tiết nữa là màu nó rất là đẹp. Nhưng mà thôi, không có nên không cần tiết cũng được. Cái món này nó đã ngon sẵn rồi cả nhà. Thôi mình lại úp lại để chuẩn bị mang lên anh em mình chén nhá. Thôi mời cả nhà nhá. Anh em đã, giả cây này. Chào mừng nhiều này đi cái thôi. Đây đây mà. Anh đủ. Đấy. Đây là yêu quý cây đấy nha cả nhà nhá. Chuột cây đấy, đấy là bộ lòng mềm. Lòng mềm sao củ quả nhá. Uống với rượu Adiso. Hết luôn. Wow. Có tuyệt vời. Uống với rượu. Đấy cả nhà này. Giả cây là phải có lá mơ. Đấy. Quấn bếp phát ra gì luôn. Cái miếng sườn này. Xài. Chẳng là bếp. Ra đây mời cả nhà nhá. Ngon vậy. Em đâu dám đinh đâu là sườn nó bở. Cứ vươn là nó dài. Đây ngon. Dược ngon của các bạn hiền. Này tính là đúng là có tí sữa nữa là ngọt. Nó ngọt à? Bây giờ cho tí sữa này. Tí. Có một tí sữa thôi. Ngọt. Không nhưng mà này là cái riêng là không được thơm. Anh ăn không có riêng rồi. Dạ, không có riêng. Nó vừa là đâm không được. Đó, ăn đi không? Ra không được. Không phải như nào không? Trời thật đấy. Em biết. Anh em đang bảo tính để nuôi mới ăn mà không này bác mình lấy ăn thì cũng lấy thế đó có chúng đã đi xe máy vậy ạ ngủ mà anh nhỏ về nhà này miếng chột chặt cày quá giờ là tối anh còn giờ lắm mình chưa lạnh mình chưa thì cứ tối sẽ ăn lại món khác ai ngồi lên. À, không muốn tới mơ nữa thì hết đi. Dạ. Tới. Nhìn em. Bà bình luận như tôi cũng đang kiến tao á. Kiến tao à? Giờ xem tao con vợ xem ở trời ăn lần đầu tiên thì cũng nghe nhắn ra ra. Ngã, phụ quả giá thì thôi, uống sao? Nó hơi nhẹ anh nhỉ? Hả? Hơi nhẹ đấy. Như nó hả? Nhạt, nhạt. Đó, nhà nó cũng vừa mà, lên đường mà. Anh ạ, không, anh ăn vừa vừa thôi. Nhạt quá, ăn một tanh. Mình chặt ra một lột sờ vào. Lột sờ vào. Chân ạ? Thật ra mình lột sờ, sờ vào nóng đấy là. Thịt rừng lúc nào ngon. Sao nó cứ giật giật. Bảo nó xáo ra nó nặng cổ nó. Còn như bọn thích ăn đặc đặc mùi rừng là nó đều vậy. Đúng rồi, nó phải có qua. Mùi đúng không? Thích mùi đặc trưng của nó ấy. Cái này là nó không có tiếp. Mình ăn nhiều quá rồi thì mình không mùi được. Mùi này mùi tinh ghê, thấy mũi thơm đấy. Không có đeo này vào lằng cổ người đi cứ dẻo dẻo anh nhỉ một ngã luôn đi ừ. Dẻo dẻo anh em lại lên cái đấy đi thôi một cái nhà nhá rồi rồi rượu Adiso
uống trong sạch tên bên nhô luôn. Ngầm đá nha. Vít lại không. Này đang lên vít lại không. Đó. Bà chuyển tiền đi đéo chuyển. Nếu mà vít mà xem được video này thì chuyển khoản cho anh Tưởng đi, chuyển đồ lên. Ôi trốn ngon lắm bạn ơi. Chuyển dần. Nguyên quan là nhà hàng nên bây giờ hơn. Ôi nó mới kiếm luôn đỉnh nó. Béo nó phải bán 1 triệu 1 cân. Em dưới nước này vào ngon lắm. Đúng rồi, ăn nước gì đi, đừng nước này gần chậm làm mơ. Cồn lại. Mày, nó ăn hết rồi nhà cồn. Đâu, anh có nói gì đâu, em dưới nước kia nhiều. Bảo là cái nước này không ngon. Anh cho ăn làm mơ này. Có. Đúng là thường thường dưới nước, nước nhiều, dưới nước là một ăn cũng ăn xuống được. Đó, nhưng mà nó mất chất này ạ. Với em định cho nhiều nhưng sợ nó mất cái nước ngon này. Không, mình ăn bún mà người ta chỉ bước phải phải thôi. Sợ nó ra hết. Không nhắm mình nhiều. Này làm gì làm mơ quá ngon. Thôi được vậy. Được 6 cái. Thôi lâu tạm bà quân em. Anh nhớ. Vâng, phải về đây trả lại cái trên chủ lần này cái anh nhé. Ừ, được. Thôi, video mình cũng dài nha, xin chào cả nhà nhé. Nghe mình nhiều đây. Mọi người hãy đăng ký kênh của mình nhá để xem nhiều video mới nhá.